VinFast chốt lịch bàn giao VF9 tại Việt Nam và Mỹ, siêu phẩm xe điện 7 chỗ ngồi của hãng xe Việt. Tại sự kiện xuất khẩu 999 chiếc VinFast VF8 đi Mỹ ngày 25 tháng 11, VinFast cũng đã tiết lộ thời điểm bàn giao VF9 đến tay khách hàng tại Việt Nam cũng như tại Mỹ và thế giới. Cụ thể, ngay trong quý 1 năm 2023, VinFast sẽ bắt đầu bàn giao VF9 cho những khách hàng đặt cọc đầu tiên. Đây là thông tin rất vui dành cho những người đã tin tưởng và đặt cọc sớm VinFast VF9. VinFast VF9 bắt đầu nhận đơn đặt hàng trực tuyến từ ngày 6 tháng 1 năm 2022. VinFast VF9 được bán với 3 phiên bản gồm Eco 7 chỗ, Plus 7 chỗ và Plus 6 chỗ ngồi tùy chọn. Tại thị trường Mỹ và châu Âu, VF9 có giá lần lượt là 56.000 USD và 49.280 euro. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2022, khách hàng đặt cọc VinFast VF9 tại Việt Nam có hai lựa chọn khi mua xe, thuê pin hoặc mua đứt pin. Mức giá mới nhất bao gồm VAT chưa kèm pin cho VinFast VF9 Eco là 1 tỷ 491 triệu và VF9 phiên bản Plus là 1 tỷ 685 triệu đồng. Mức giá này chưa bao gồm gói tùy chọn dịch vụ VinFast Smart Driving ADAS và Smart Service, chưa bao gồm pin và tùy chọn ghế cơ trưởng cho mẫu xe VF9. Nếu khách hàng muốn mua đứt pin, giá của VF9 Plus sẽ là 2 tỷ 178 triệu và VF9 Eco là 1 tỷ 970 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm gói ADAS và Smart Service, giá chưa bao gồm tùy chọn ghế cơ trưởng cho VF9 phiên bản Plus. Khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc trước ngày 1 tháng 9 năm 2022 có thể lựa chọn một trong hai gói thuê pin theo chính sách bán hàng tại thời điểm đặt cọc và được cố định giá thuê pin suốt vòng đời sản phẩm. Đặc biệt, khách hàng được chuyển đổi giữa hai gói cước nếu thay đổi nhu cầu. Mức phí chuyển nhượng được áp dụng là 4.120.000 đồng trên một lần. Hai gói thuê pin cho khách hàng mua xe VF9 tại Việt Nam gồm linh hoạt tối đa 500 km, giá 1,1 triệu đồng trên một tháng, và gói cố định không giới hạn số km, 3,09 triệu đồng một tháng. Khách hàng ký mới từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 chỉ có một gói thuê pin cố định sử dụng không giới hạn số km trên một tháng với mức phí là 6 triệu 490.000 đồng đã bao gồm VAT. Về thiết kế, mẫu SUV điện cỡ lớn VF9 thu hút ánh nhìn với vẻ ngoài khỏe khoắn và tiện dụng. Các đường nét được tính toán để tăng khí động học cho xe. Theo công bố của nhà sản xuất, kích thước dài rộng cao của mẫu xe này lần lượt là 5118, 2254 và 1696mm. Chiều dài trục cơ sở lên đến 3150mm và khoảng sáng gầm là 197mm. Về thiết kế tổng thể phần đầu xe, dải đèn LED cùng logo chữ V được thiết kế thanh thoát, xếp chồng nhiều lớp tạo hiệu ứng chiều sâu thu hút. Tay nắm cửa dạng ẩn và logo chữ V ở cột C tạo điểm nhấn độc đáo. Mâm xe 5 chấu phối hợp giữa màu trắng tinh tế. Hai phiên bản Eco và Plus sẽ có hai kiểu thiết kế mâm khác nhau. Cản sau được thiết kế góc cạnh mạ chrome cùng với cánh gió thể thao tạo điểm nhấn hiện đại ở phía đuôi xe. Thiết kế nội thất của VF9 tinh giản khi được loại bỏ cụm đồng hồ phía sau vô lăng cùng các nút bấm vật lý. Thay vào đó, các thao tác của người dùng sẽ tập trung vào màn hình 15,6 inch được đặt ở vị trí trung tâm bảng tablo, giúp quá trình vận hành thuận tiện, an toàn hơn. Ngoài ra, hai phiên bản Eco và Plus cũng được trang bị số ghế ngồi khác nhau. Bản VF9 Eco gồm 7 chỗ ngồi cố định, còn VF9 Plus sẽ có tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi. Ở lựa chọn 6 chỗ ngồi, hàng ghế thứ hai được làm tách biệt theo phong cách thương gia, mang đến trải nghiệm khác biệt cho người sử dụng. Bên trong cabin, xe sở hữu nội thất bọc da, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí ghế lái, ghế VIP chỉnh điện 8 hướng có sưởi, vô lăng có sưởi, điều hòa tự động 3 vùng, có cửa gió điều hòa riêng dành cho hàng ghế thứ hai, màn hình giải trí cảm ứng 15,6 inch, hệ thống âm thanh 13 loa, đèn viền trang trí nội thất đa sắc màu. Về khả năng vận hành, VinFast VF9 được trang bị hai động cơ điện cho công suất tối đa là 402 mã lực, mô men xoắn cực đại 640 Nm. Xe sử dụng hệ thống dẫn động AVKD, thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 6,5 giây. Về an toàn, xe được trang bị tới 11 túi khí khắp khoang cabin. Đặc biệt, với gói dịch vụ ADAS, VF9 được trang bị rất nhiều hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn cấp độ cao. Có thể kể đến như hệ thống cảnh báo trên làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát đi giữa làn đường, giám sát hành trình thích ứng, điều chỉnh tốc độ thông minh, các hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, phía sau, điểm mù, phanh tự động khẩn cấp nâng cao, tự động giữ làn khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe phía trước, sau, giám sát xung quanh, camera 360 độ, hiển thị 3D cực kỳ sắc nét.